Trước tình trạng giá thịt heo và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và chính quyền địa phương khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả cung cầu thịt heo trên thị trường để thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, nguồn cung thịt heo, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi không để thiếu hụt thịt heo, giá thịt heo tăng. Các cơ quan có giải pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt heo qua biên giới, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ trục lợi thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề phát sinh dược thẩm quyền. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất chăn nuôi tái đàn chế biến điều hòa và đảm bảo nguồn cung để bình ổn giá thịt heo tăng cường kiểm tra kiểm soát chợ đầu mối và khâu giết mổ không để đầu cơ trục lợi đẩy giá làm rõ những bất cập hạn chế nếu có đề xuất giải pháp khắc phục đảm bảo giảm thiểu các khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông tăng giá bán tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ tinh gọn hiệu quả có chi phí lưu thông hợp lý trong cơ cấu giá bán hàng